Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ ba, ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Lễ khai trương trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến quyết định ban hành danh mục nghị quyết thuộc thẩm quyền Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 2019. Lâm Hà áp dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Sử dụng ngân sách dự phòng phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Lạc Dương và tiềm năng phát triển du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 12 tháng 3 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức lễ khai trương trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương đã tham dự. Tham dự tại đầu cầu tỉnh Lâm Đồng có đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, trục liên thông văn bản quốc gia là tiền đề của nền tảng tích hợp dữ liệu phục vụ xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để các cơ quan nhà nước tăng cường sử dụng văn bản điện tử, tiến tới thay văn bản giấy. Trong đó, lần đầu tiên, vai trò của trục liên thông văn bản quốc gia được định nghĩa chính thức, cùng với các nguyên tắc yêu cầu gửi nhận văn bản điện tử được quy định đầy đủ. Hiện nay đã có 95 trên 95 cơ quan ở trung ương và địa phương, gồm Văn phòng Trung ương Đảng, 31 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã hoàn thành kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên trục liên thông văn bản quốc gia. Các phần mềm quản lý văn bản của bộ, ngành, địa phương đã được kết nối liên thông cả theo chiều dọc và chiều ngang một cách thông suốt và có tính hệ thống. Văn bản điện tử được gửi, nhận nhanh chóng, an toàn giữa các cơ quan nhà nước. Việc khai trương trục liên thông văn bản quốc gia thể hiện quyết tâm xây dựng chính phủ điện tử của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thời gian qua và cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng về xây dựng chính phủ điện tử. Đây là một trong những bước đi chuẩn bị cho việc triển khai ở giai đoạn tiếp theo nền tảng tích hợp, chia sẻ quốc gia kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Sau lễ khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã nhấn nút chính thức khai trương trục liên thông văn bản quốc gia và thực hiện các thao tác ký phê duyệt đề án Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Sáng nay 12 tháng 3, ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã chủ trì phiên họp thứ 25 Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nhằm xem xét quyết định ban hành danh mục nghị quyết thuộc thẩm quyền Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 2019. Tham dự phiên họp có các ông bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tại phiên họp thứ 25 Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng xem xét cho ý kiến quyết định ban hành danh mục xây dựng nghị quyết thuộc thẩm quyền Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 2019, gồm danh mục nghị quyết xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7, kỳ họp thường lệ giữa năm 2019. Trong đó có 9 nghị quyết quy phạm pháp luật, 2 nghị quyết không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Danh mục nghị quyết xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8, kỳ họp thường lệ cuối năm 2019, gồm 9 nghị quyết quy phạm pháp luật, 6 nghị quyết không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung phân tích, thảo luận, đồng thời kiến nghị một số nội dung cần sửa đổi bổ sung, như quy định thẩm quyền, sự cần thiết đưa một số nội dung vào nghị quyết, cần nghiên cứu, bổ sung trước khi ban hành, sửa đổi, chỉnh lý, thay thế tên cho phù hợp với từng nghị quyết. Đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, kết luận phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Đức Quận yêu cầu các đơn vị liên quan cần bổ sung những ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, thẩm định tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm chỉ đạo, phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp để chuẩn bị tờ trình và dự thảo nghị quyết theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định. Các trường hợp cần điều chỉnh bổ sung chương trình xây dựng nghị quyết, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh để xem xét quyết định trước khi triển khai thực hiện.
Chiều nay 12 tháng 3 tại thành phố Đà Lạt, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có ông Đào Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và đại diện lãnh đạo bảo hiểm xã hội của 35 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Tham dự về phía tỉnh Lâm Đồng có ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Với sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, công tác truyền thông chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2018 đã được triển khai một cách đồng bộ, thống nhất và kịp thời từ trung ương đến địa phương, đảm bảo đúng định hướng, trọng tâm, trọng điểm, góp phần quan trọng vào công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Cụ thể, năm 2018, toàn quốc có trên 14 triệu 700 người tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó gồm 14 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và trên 270.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động tích cực phối hợp với 24 đơn vị đầu mối thuộc 18 bộ ban ngành, tổ chức chính trị, ký kết thỏa thuận, phối hợp truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Riêng tại các địa phương, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đã chủ động phối hợp với các đơn vị, tổ chức được hơn 10.000 cuộc đối thoại trực tiếp, hội thảo tuyên truyền và kỹ năng truyền thông, thu hút trên 2 triệu người lao động tham gia. Nhiều địa phương đã phát huy tính sáng tạo, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc thù dân cư, tập quán sinh hoạt của người dân, qua đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của chính quyền và nhân dân đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ngoài ra, công tác phối hợp của bảo hiểm xã hội với các cơ quan truyền thông báo chí được triển khai hiệu quả thông qua các phóng sự, tin bài, tọa đàm, chuyên mục phản ánh về việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên đã giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế xã hội của địa phương, cũng như ghi nhận những đóng góp của ngành bảo hiểm xã hội đối với công tác đảm bảo an sinh xã hội. Ông Nguyễn Văn Yên cho biết, năm 2018, tỉnh Lâm Đồng có trên 1 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đạt trên 102% kế hoạch năm, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân của tỉnh, tăng lên 83,9%, vượt 1,3% tỷ lệ bao phủ y tế toàn dân được chính phủ giao. Để có được kết quả này, có sự đóng góp không nhỏ của công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Để công tác thông tin truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2019 đạt được những kết quả tốt nhất, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục tập trung đổi mới cả về nội dung, hình thức tuyên truyền, sao cho phù hợp với từng vùng miền, nhóm đối tượng, thu hút được nhóm đối tượng lao động phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tăng cường hơn nữa việc phối hợp với các bộ ngành, chính quyền địa phương để hoàn thành các đề án, dự án, nhiệm vụ được giao. Dịp này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tặng bằng khen cho 16 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền các chính sách bảo hiểm trong năm 2018. Sáng 12 tháng 3, ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với đại diện Thương vụ Việt Nam tại Singapore nhằm kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Singapore và doanh nghiệp Lâm Đồng trong lĩnh vực rau củ quả. Bà Trần Thu Quỳnh, phụ trách Thương vụ Việt Nam tại Singapore cho biết, nhằm thực hiện việc xúc tiến xuất khẩu các mặt hàng nông sản của Việt Nam ra thị trường thế giới, Thương vụ Việt Nam tại Singapore phối hợp với Cơ quan Nông lương và Thú y Singapore, Cơ quan Doanh nghiệp Singapore tổ chức đoàn gồm 9 doanh nghiệp Singapore hoạt động trên lĩnh vực rau củ quả, đi khảo sát thị trường và tìm kiếm cơ hội nhập khẩu các sản phẩm rau quả Việt Nam vào thị trường. Bà Trần Thu Quỳnh cũng nhận định, Lâm Đồng là một địa phương có thương hiệu rau nổi tiếng của Việt Nam và trong tương lai có nhiều tiềm năng để phát triển ngành nông nghiệp thực phẩm đi xa hơn nữa. Trong khi đó, các doanh nghiệp Singapore vốn có thế mạnh về công nghệ, chuỗi cung ứng, logistics, v.v. có thể hỗ trợ và cùng hợp tác đầu tư mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho cả đôi bên. Đáp lại thiện chí của phía Singapore, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên cho rằng, dựa trên tình hình sản xuất tiêu thụ cũng như chất lượng rau củ quả của địa phương, Lâm Đồng tự tin sẽ đáp ứng được các yêu cầu khắt khe từ phía nước bạn. Hiện Singapore là đối tác thương mại thứ 6 trên thế giới của Việt Nam. Việt Nam cũng là bạn hàng lớn thứ 12 của Singapore. Những năm qua, tăng trưởng thương mại giữa hai nước tăng liên tục từ 12 đến 15% hàng năm,
và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng hy vọng qua buổi làm việc hôm nay, các doanh nghiệp Lâm Đồng và doanh nghiệp Singapore sẽ thật sự được kết nối và hợp tác đầu tư. Việc đó cũng sẽ sớm được xúc tiến song song với việc mở tuyến bay thẳng từ Đà Lạt đến Singapore, góp phần khuyến khích và thu hút hơn nữa các nhà đầu tư từ Singapore vào Lâm Đồng. Tại hội nghị, đại diện từng doanh nghiệp Singapore cũng đã tự giới thiệu, trình bày nhu cầu và kết nối cùng doanh nghiệp Lâm Đồng tham dự họp. Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Thương vụ Việt Nam tại Singapore sẽ có hoạt động tham quan thực địa tại các cơ sở sản xuất rau quả xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Chiều nay 12 tháng 3, Ban Chỉ đạo Thông tin Đối ngoại tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Ông Trần Văn Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng lãnh đạo các sở ban ngành liên quan đã tham dự. Theo báo cáo, trong năm 2018, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Lâm Đồng tiếp tục được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực, nhất là kịp thời tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Song song đó, tuyên truyền quảng bá hình ảnh Đà Lạt Lâm Đồng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là tiềm năng thế mạnh về phát triển kinh tế xã hội. Thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành đối với các sản phẩm nông nghiệp, du lịch đặc trưng. Ngoài ra, thông qua cổng thông tin điện tử Lâm Đồng, các trang thông tin điện tử các sở ngành trong tỉnh tiếp tục đăng tải các chính sách thu hút đầu tư, quảng bá du lịch. Về các thành tựu của tỉnh, các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế, thành tựu nhân quyền, phản bác các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn tỉnh, kiều bào Lâm Đồng đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài hiểu rõ hơn về tình hình trong nước, đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng về những vấn đề quan trọng của địa phương, đất nước, khu vực và quốc tế. Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ngành liên quan đã trao đổi, thảo luận một số vấn đề liên quan đến công tác thông tin đối ngoại của địa phương, công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh về Đà Lạt Lâm Đồng trên các phương tiện thông tin đại chúng, công tác bảo đảm an toàn, an ninh, thông tin hiện nay. Phát biểu kết luận, ông Trần Văn Hiệp, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các thành viên ban chỉ đạo trong thực hiện phối hợp triển khai công tác thông tin đối ngoại thời gian qua. Về một số nhiệm vụ trong năm 2019, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các thành viên ban chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc thông tin, học tập quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong công tác thông tin đối ngoại, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin quốc gia trên không gian mạng, đồng thời thực hiện tốt công tác nghiên cứu, dự báo, tập huấn, đào tạo cho đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại để thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại của địa phương thời gian tới. Hôm qua 11 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt tổng kết công tác quốc phòng địa phương và giáo dục quốc phòng an ninh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Bà Huỳnh Thị Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt đã đến dự. Năm 2018, công tác quốc phòng địa phương và giáo dục quốc phòng an ninh được cấp ủy chính quyền thành phố Đà Lạt thực hiện theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Cơ quan quân sự các cấp duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Công tác tuyển quân, huấn luyện cho lực lượng thường trực dân quân tự vệ đạt 100%. Phong trào hội thi, hội thao, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, công tác đảng, giáo dục chính trị cho cán bộ chiến sĩ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu. Phong trào tăng gia sản xuất, dân vận, v.v. được thực hiện thường xuyên. Về nhiệm vụ năm 2019, thành phố Đà Lạt chú trọng xây dựng cơ quan quân sự vững mạnh, nâng cao chất lượng tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng huấn luyện cho các đối tượng theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc. Chú trọng công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, đảm bảo tốt lực lượng dự bị động viên, hậu cần. Tăng cường công tác xây dựng đảng gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phần tiếp theo của bản tin thời sự tối nay, tỉnh Lâm Đồng tập trung các giải pháp xuất khẩu lao động trong năm 2019. Lâm Hà đẩy mạnh áp dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Sáng nay 12 tháng 3, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xuất khẩu lao động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Với sự tham gia của gần 100 đại biểu là lãnh đạo các phòng lao động thương binh xã hội các huyện, thành phố và hơn 10 doanh nghiệp tham gia công tác xuất khẩu lao động trong và ngoài tỉnh.
Xác định công tác xuất khẩu lao động không chỉ góp phần vào xóa đói giảm nghèo, mà đây còn là giải pháp quan trọng tác động đến việc chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương. Do đó, trong năm 2018, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành các chính sách hỗ trợ cho người lao động trên địa bàn tỉnh tham gia đi xuất khẩu lao động và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong năm, tổng số lao động đã xuất cảnh trên toàn tỉnh là 650 người, đạt 108% kế hoạch năm, tập trung vào các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Đông. Ngoài ra, ngành lao động thương binh và xã hội tỉnh còn tổ chức được 6 lớp đào tạo nghề, ngoại ngữ cho trên 160 lao động có nguyện vọng đi xuất khẩu. Thẩm định và chấp nhận cho hơn 20 doanh nghiệp triển khai công tác tư vấn tuyển dụng lao động tại địa phương, thường xuyên tổ chức các buổi giao dịch việc làm tại các địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xuất khẩu lao động của tỉnh vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương. Số lượng lao động của tỉnh đi xuất khẩu lao động còn ít, trong khi số lao động chưa có việc làm hay việc làm chưa ổn định còn khá cao. Ngoài ra, người lao động còn tâm lý e ngại, không dám đi làm xa nhà. Việc tiếp cận với các nguồn vốn vay tham gia xuất khẩu còn nhiều trở ngại, v.v. Để thực hiện mục tiêu xuất khẩu lao động của tỉnh trong năm 2019 là đưa được trên 600 lao động đi xuất cảnh tại các thị trường có thu nhập cao. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số vấn đề liên quan đến công tác xuất khẩu lao động, chia rõ những nguyên nhân hạn chế của công tác xuất khẩu lao động và đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động tại địa phương. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xuất khẩu lao động, đồng thời tổ chức đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ ngoại ngữ cho người lao động, kịp thời khen thưởng các đơn vị, các cá nhân có thành tích trong phong trào xuất khẩu lao động, cũng như tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể, tổ chức các phiên giao dịch việc làm cho người lao động. Thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp. Với hơn 11.000 hecta nông nghiệp công nghệ cao, chiếm gần 24% diện tích canh tác toàn huyện, Lâm Hà được xem là địa phương có nhiều tiềm năng cung ứng cho thị trường sản phẩm nông nghiệp sạch. Với mục tiêu đóng góp cho chuỗi nông sản trong tỉnh, Lâm Hà đang phát triển nông nghiệp công nghệ cao với những bước đi cụ thể. Trang trại sản xuất nông nghiệp của công ty Long Đỉnh, một trong những điển hình về nông nghiệp công nghệ cao của huyện Lâm Hà, nơi rất thành công trong sản xuất chè với các loại rau thương phẩm. Cà chua, dưa leo baby hay dâu tây các loại là những sản phẩm khá phổ biến và đặc trưng lâu nay chỉ có ở thành phố Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng. Nhưng giờ tại trang trại này đều có tất cả. Thế nhưng điều chúng tôi muốn nói đến đó là công nghệ để tạo ra những sản phẩm chất lượng như thế này. Để cung cấp một sản phẩm sạch, áp dụng những phương pháp hữu cơ, bọn em sử dụng từ nguồn thực vật cho chất lượng tốt hơn sản phẩm ở ngoài, vì nó ăn thì có mùi và vị như là mùi từ vị từ trong tự nhiên. Dựa trên yếu tố môi trường tự nhiên kết hợp với sản xuất khoa học, ở Lâm Hà, nhiều mô hình được các doanh nghiệp và người dân áp dụng công nghệ thông minh vào sản xuất thủy canh, nông nghiệp hữu cơ. Phương pháp này đã giám sát sự sinh trưởng, kiểm soát sâu bệnh của cây trồng, đặc biệt là kiểm soát bất lợi về môi trường. Ứng dụng cái công nghệ này vào thì tự dưng chúng tôi là giảm được cái tiền đầu tư, và người nông dân mục đích cuối cùng là hạch toán ra, sản xuất ra sản phẩm để phục vụ cuộc sống thì chúng tôi thấy có lợi. Bên cạnh sự nỗ lực của người dân thì chúng tôi nghĩ là cần có sự kết hợp của khoa học kỹ thuật và những cơ quan chức năng kết hợp. Đến thời điểm này, Lâm Hà đã phát triển trên 11.000 hecta nông nghiệp công nghệ cao, tăng 1.200 hecta so với cuối năm 2017. Ngoài cà phê, diện tích rau hoa đạt 255 hecta. Các mô hình trồng rau hoa ứng dụng công nghệ cao đã phát huy hiệu quả, cho thu nhập cao gấp từ 4 đến 5 lần so với các loại cây trồng khác. Doanh thu đạt từ 500 đến 800 triệu đồng một hecta. Rõ ràng đổi mới phương thức vào sản xuất cho thấy hiệu quả rõ nét. Đây là cái xu thế phát triển của thời đại, cũng như là cái lựa chọn của cái yêu cầu của thị trường mà người sản xuất là phải đáp ứng. Do vậy thì người dân đã nhận thức được cái vấn đề, chúng tôi sẽ tiếp tục là tuyên truyền sâu rộng hơn nữa để nâng cao cái nhận thức. Cái thứ hai nữa là cũng hình thành các chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp để bảo đảm làm sao cái giá trị sản xuất nó phải đạt cái hiệu quả cao hơn. Áp dụng khoa học công nghệ trên nền tảng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, huyện Lâm Hà đã và đang tiếp tục hình thành các mô hình nông nghiệp kiểu mới. Trong đó, chú trọng phát triển trang trại, tổ hợp tác, hộ gia đình để từng bước nhân rộng. Hướng đi này không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm, mà còn góp phần thúc đẩy tái cơ cấu nền nông nghiệp địa phương. Trở lại với phần tin,
Ngày 12 tháng 3, Sở Khoa học Công nghệ Lâm Đồng đã tổ chức hội đồng nghiệm thu đề tài ứng dụng công nghệ địa không gian giám sát rừng do Trung tâm Nghiên cứu Rừng nhiệt đới, Vườn Quốc gia Bi Đốp Núi Bà chủ trì thực hiện. Qua một thời gian triển khai, nghiên cứu thực tế, đề tài đã đưa ra những ưu điểm khả thi trong quản lý bảo vệ rừng tại khu dự trữ sinh quyển Lam Biang. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy toàn diện về tính cơ bản của tài nguyên rừng, sử dụng đất sản xuất, đất tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên như khoáng sản và các loài cây trồng khác, đồng thời xác định rõ các nhân tố ảnh hưởng tới sự thay đổi tài nguyên rừng trong khu dự trữ sinh quyển Lam Biang. Đặc biệt, một trong những giải pháp quan trọng, đề tài đề cập mang tính thực tiễn cao, đó là sử dụng phần mềm công nghệ địa không gian nhằm phát hiện kịp thời suy thoái rừng, mất rừng, khai thác khoáng sản cũng như việc giám sát, quản lý của ngành chức năng và chính quyền địa phương trong bảo vệ tài nguyên rừng. Đánh giá của các nhà chuyên môn, đề tài mang tính thực tế cao. Với mục tiêu giám sát rừng khu dự trữ sinh quyển Lam Biang dựa trên thông tin và kỹ thuật phân tích địa không gian thích hợp, đây là phương án nhằm giám sát các hoạt động chặt phá rừng, thay đổi quy hoạch sử dụng đất, các hoạt động lấn chiếm đất đai, khai thác khoáng sản trái phép. Bên cạnh đó, đề tài xây dựng mục tiêu quản lý tài nguyên thiên nhiên. Ngoài ra, một số ý kiến cũng đóng góp ý kiến bổ sung biện pháp quản lý, trên cơ sở đó nhằm phát huy hiệu quả của đề án trước khi áp dụng vào thực tế. Tiếp tục chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Nằm trong tuần lễ quyết toán thuế năm 2018, sáng nay 12 tháng 3, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp trong tỉnh đang kê khai đợt thuế tại văn phòng Cục Thuế Lâm Đồng. Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn đã được các phòng ban chuyên môn Cục Thuế Lâm Đồng quán triệt một số nội dung mới liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ và một số quy định liên quan đến hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa cung ứng dịch vụ. Thông qua những nội dung của hội nghị nhằm hỗ trợ giải đáp những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2018, hóa đơn điện tử và các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực thi chính sách pháp luật thuế. Sáng 12 tháng 3 tại xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt, công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam phối hợp với Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh và Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức trao thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo. Tại buổi lễ, lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam đã trao tặng 950 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt có 450 thẻ, huyện Lâm Hà 500 thẻ bảo hiểm y tế. Cũng theo lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam, trong năm 2019 sẽ có 4.636 thẻ bảo hiểm y tế đã và sẽ tiếp tục được trao tặng cho người nghèo tại 4 tỉnh gồm Kon Tum, Lâm Đồng, Cà Mau và Bình Phước với tổng kinh phí gần 1,4 tỷ đồng. Được biết, đây là năm thứ 6 Hanwha Life Việt Nam thực hiện chương trình ý nghĩa này, qua đó giúp cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có thêm điều kiện khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe được tốt hơn. Sáng nay 12 tháng 3, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức tập huấn nghiệp vụ thể thao cho trên 50 học viên là cán bộ, công chức, cộng tác viên, phòng văn hóa thông tin, trung tâm văn hóa thể thao các huyện, thành phố. Diễn ra trong 3 ngày, từ 12 đến 14 tháng 3, các học viên sẽ được quán triệt một số nội dung liên quan đến phương pháp, cách thức tổ chức, thi đấu thể thao, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thể dục thể thao, quy định đánh giá phong trào thể thao quần chúng, phương pháp trọng tài các môn bóng chuyền, cầu lông và bóng bàn. Được biết, đây là lớp tập huấn thường niên được ngành thể dục thể thao Lâm Đồng tổ chức với mong muốn trang bị cho đội ngũ cán bộ công chức làm công tác thể dục thể thao cơ sở những kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ thể dục thể thao, góp phần đẩy mạnh chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2020 trên địa bàn. Nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước. Chính phủ thống nhất cho phép Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sử dụng dự phòng ngân sách của địa phương phòng chống các loại dịch bệnh trên đàn lợn. Theo thông tin mới nhất, Chính phủ thống nhất cho phép Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sử dụng dự phòng ngân sách của địa phương và nguồn kinh phí hợp pháp khác hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, lợn nghi mắc bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn châu Phi buộc phải tiêu hủy để phòng chống dịch bệnh động vật lây lan, kể cả khi xuất hiện dịch bệnh nhưng chưa được công bố dịch theo quy định của pháp luật.
Cụ thể đối với lợn con, lợn thịt các loại, hỗ trợ mức tối thiểu 80% giá thị trường tại thời điểm và tại địa phương có dịch bệnh xảy ra. Đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác, hỗ trợ với mức từ 1,5 đến 2 lần so với mức hỗ trợ các loại lợn khác tại thời điểm có dịch bệnh. Chủ vật nuôi được hỗ trợ khi lợn buộc tiêu hủy, không nhất thiết phải đáp ứng điều kiện đăng ký kê khai ban đầu được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận khi bắt đầu nuôi lợn. Trong quá trình triển khai, phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, dưới sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp và người dân, không để xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách. Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi chưa xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, hiện nay một bộ phận người tiêu dùng hiểu chưa hết về dịch nên lo ngại và hạn chế sử dụng sản phẩm thịt lợn. Các ngành chức năng khuyến cáo người tiêu dùng không nên quay lưng với thịt lợn an toàn, gây khó khăn cho người chăn nuôi. Mặc dù tỉnh Quảng Ngãi chưa có dịch tả lợn châu Phi, nhưng các hoạt động mua bán thịt lợn tại chợ Quảng Ngãi khá ế ẩm. Trước tình trạng thịt lợn tiêu thụ chậm, tiểu thương kinh doanh thịt lợn mong muốn các cấp các ngành chức năng tuyên truyền, hướng dẫn, định hướng để người dân hiểu được bản chất của dịch. Bởi hiện nay, một bộ phận người tiêu dùng hiểu chưa hết về dịch nên quay lưng với cả thực phẩm thịt lợn an toàn. Dịch tả lợn châu Phi không có khả năng lây sang người, nên người tiêu dùng không nên lo sợ, không nên tẩy chay sản phẩm thịt lợn. Một đặc điểm nữa là virus trong bệnh dịch tả lợn chịu nhiệt kém và bị tiêu diệt hoàn toàn dưới 1 phút khi đun sôi ở 100 độ C. Do đó, người dân cần bình tĩnh, không nên hoang mang, tẩy chay tiêu dùng các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và chế biến hợp vệ sinh. Quảng Ngãi hiện nay chưa xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, nhưng tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn phòng chống bệnh dịch để bảo vệ đàn lợn của tỉnh. Tại các trạm kiểm dịch động vật của tỉnh tại xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ và Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, nơi giáp ranh với các tỉnh đã được tăng cường cả về nhân lực, vật lực, kiểm soát dịch bệnh 24 trên 24 giờ. Qua đó, người dân cần bình tĩnh, không nên hoang mang, tẩy chay tiêu dùng các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và chế biến hợp vệ sinh. Thông tin cuối của bản tin tối nay. Hướng đến kỷ niệm 40 năm thành lập huyện Lạc Dương, làm gì để khai thác được tiềm năng phát triển du lịch ở địa phương? Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 3 tới đây, huyện Lạc Dương sẽ kỷ niệm 40 năm hình thành và phát triển, 14 tháng 3 năm 1979, 14 tháng 3 2019. Có thể nói, cùng những thành tựu trên lĩnh vực kinh tế, thì với lợi thế là địa bàn giáp ranh với tỉnh Khánh Hòa, thành phố Đà Lạt cùng nhiều thắng cảnh thiên nhiên xinh đẹp, huyện Lạc Dương có tiềm năng phát triển du lịch rất lớn. Đặc biệt, những năm gần đây, địa phương đã tổ chức được nhiều lễ hội, xã hội hóa để phát triển du lịch, tạo thêm nhiều điểm nhấn hấp dẫn cho du khách thập phương, đóng góp rất lớn trong phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Sau 3 năm đi vào hoạt động với nhiều dịch vụ vui chơi, giải trí, ăn uống, lưu trú, khu nghỉ dưỡng, an dưỡng, kết hợp với dưỡng lão Thủy Hoàng Nguyên tại xã Đà Sa, huyện Lạc Dương đã trở thành địa điểm hết sức quen thuộc đối với du khách. Hơn hết, khu du lịch này còn tạo công ăn việc làm cho 40 lao động tại địa phương với mức thu nhập gần 5 triệu đồng một người một tháng. Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, để có được kết quả như ngày hôm nay chính là việc tạo cơ chế khuyến khích đầu tư của chính quyền huyện Lạc Dương. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy Hoàng Nguyên chúng tôi đã được sự hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương rất nhiều, ủng hộ và giúp đỡ chúng tôi, tạo mọi điều kiện thuận lợi, dễ dàng cho chúng tôi làm đầu tư dự án tại đây. Ở đây, nhân viên của chúng tôi là những người địa phương tại xã Đa Sa là 70%. Cũng như khu du lịch Thủy Hoàng Nguyên, khu dự trữ sinh quyển thế giới Lam Biang với 748 loài động vật thuộc 507 giống, 123 họ, 6 lớp với 3 loài đặc hữu, 45 loài có tên trong sách đỏ Việt Nam, trong đó có 19 loài có giá trị bảo tồn cao, đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tạo nên một trong những điểm tham quan khám phá hấp dẫn cho nhiều du khách trong và ngoài nước khi đến với Lạc Dương nói riêng và Lâm Đồng nói chung. Bên cạnh đó, với mong muốn tạo thêm các điểm tham quan tại địa phương, những năm gần đây huyện Lạc Dương đã tổ chức thành công ngày hội Cỏ Hồng, xã hội hóa trong phát triển các loại hình du lịch dịch vụ tại địa phương. Qua cái tuyến tham quan này thì em tìm hiểu được thêm về nhiều loại cây, cũng như là để biết thêm một số thông tin về rừng, cũng như là vai trò của rừng đối với nguồn nước, cũng như là đối với môi trường và của con người. Đến đây lần này lần thứ ba, tới rừng dâu này rất là tốt, đẹp và không gian mát mẻ. Nếu có lần nữa cũng phải đi lại tới đây nữa để tham quan. Cùng với định hướng phát triển du lịch chung của tỉnh Lâm Đồng,
Trong những năm qua, huyện Lạc Dương đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của tỉnh, tiến hành xây dựng quy hoạch các điểm khu du lịch cho phù hợp, nhằm khai thác tốt các tiềm năng thế mạnh của huyện về du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, đồng thời giữ gìn cảnh quan môi trường sinh thái. Tập trung nguồn lực vào phát triển các sản phẩm du lịch có nét đặc trưng, có tính cạnh tranh cao, mang thương hiệu du lịch Lạc Dương, du lịch nông nghiệp, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng. Hiện nay trên địa bàn huyện Lạc Dương đã có trên 10 dự án phát triển du lịch dịch vụ du lịch đang triển khai với số vốn đăng ký 1.300 tỷ đồng. Trong đó riêng du lịch sinh thái có 7 dự án với số vốn đăng ký 687 tỷ. Năm 2018 có thêm dự án khu du lịch Đăng Kia Suối Vàng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch khu du lịch quốc gia với số vốn dự kiến khoảng 1,5 tỷ đô la. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi để Lạc Dương đưa du lịch dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Năm 2018 thì Lạc Dương đã đón được khoảng 1 triệu 6 khách du lịch. Đây là một cái con số mà có thể nói là cũng nhiều địa phương rất mơ ước. Chúng tôi cũng đã phát huy rất tốt về cái văn hóa du lịch cộng đồng, văn hóa không gian, văn hóa công chiêng và các cái mô hình du lịch sinh thái, du lịch canh nông. Hiện nay trên địa bàn huyện là có trên 10 câu lạc bộ công chiêng và tất cả các xã thì hiện nay chúng tôi đang đào tạo các cái đội công chiêng để hướng tới là một cái phát triển rộng về cái du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng gắn với cái du lịch canh nông ở trên diện rộng của địa bàn huyện. Du lịch sinh thái kết hợp với các sản phẩm nông nghiệp cùng với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng là những sản phẩm mà huyện Lạc Dương có thế mạnh. Nếu khai thác được những lợi thế này thì Lạc Dương sẽ trở thành điểm đến lý tưởng cho nhiều du khách thập phương, đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.